Xin chào quý vị và các bạn, mình là Nguyễn Trường đến từ An Nam Auto. Hôm nay clip này mình sẽ giới thiệu cho mọi người về hệ thống hỗ trợ giữ làn đường trên Sorento 2021. Để kích hoạt tính năng này, chúng ta sẽ thao tác như sau. Trước tiên bấm vào biểu tượng này. Tiếp đến chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng này. Sau khi thấy biểu tượng vô lăng đã hiện trên mặt đồng hồ và trên kính hất lái là tính năng đã được thực hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm thực tiễn. Hãy để ý vào kỹ vào vô lăng ạ. Vô cùng hiện đại.